lan đan xiên nam mô siêu chế ly tô đi bồ cô nhé cô đô chế thế sơ phổ lại linh tô cô nam mô na lai chín chư chư ly mô cô quan tô sa ni sa cô bồ tát tô su con mô sư huynh sa cô sa cô nam mô cô sa cô nam mô Yeah.
婆诃，那来君子萨婆诃，摩来那来萨婆诃，是乃僧婆婆伽耶萨婆诃，萨婆摩诃阿悉陀耶萨婆诃，遮伽来阿悉陀耶萨婆诃，波多摩伽悉陀耶萨婆诃，那来君子观伽来耶萨婆诃。圣界那耶萨婆诃，南无汉乃当那多那亚耶，南无波利耶波罗揭谛，舍婆那耶萨婆诃，梵世音陀曼陀那观陀耶萨婆诃。
sắc quan lai phát hệ su tan na tan xiết nam mô xiết chế ly ly tô đi bồ tát nhé bồ đề chế thế sắc quan lai linh tô bồ tát mô na lai chín chế xứ ly mô bồ tát tô sa ni sa bồ bồ tát tô su tôn bồ sư sắc bồ sắc bồ tát bồ tô sắc bồ tát mô bồ chế bồ tát đệ tô tăng chư tham tăng bồ bồ lu xứ lu gia ni gia lu ni ni xứ ni bồ 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 ni sắc bồ sắc bồ sắc bồ bồ lai bồ lai bồ xứ bồ xứ ni bồ ni chư lu chư lu chư bồ tu lu tu lu phát sa ye ni bồ bồ phát sa ye ni Yeah.
Thank you.
chứng tam bình tư chỉ bất vong nguyện lực tai hiện ta bà phổ độ chúng sinh nam chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh tối cao Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Viện chủ chốn tổ Yên Bình, được thừa lệnh của Hòa thượng sinh thời khi nhị vị Hòa thượng Thích Nha Thanh Thái và là đàn anh của cố trưởng lão Thích Thượng Minh Hạ Thức. Còn Hòa thượng Thích Thanh Thuyên là người của Hàm Ân, là ngài, là em, đã em của cố trưởng lão Thượng Minh Hạ Thức. Và hôm nay vị Hòa thượng vì hoằng truyền Phật Pháp nợ nặng cho quần sinh, ngài quý ngài đã viên tịch năm Ất Mão, viên tịch năm Ất Mão 1975. Hòa thượng Thích Thanh Thuyên viên tịch ngày 14 tháng 5 năm Bính Dần 1986. Đến nay thì nhị vị hòa thượng cũng ở trong Vĩnh Nghiêm, nhưng vì chắc chắn rằng các ngài cũng khát ngưỡng về quy ngưỡng về chốn tổ, cho nên nhị vị hòa thượng cũng để tâm cho hòa thượng viện chủ cũng như chư tăng hôm nay đã cung nghinh nhị vị hòa thượng về để nhập bảo tháp tại chốn tổ Yên Bình, thì cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho nhị vị hòa thượng vãng sinh, và đồng thời nhị vị hòa thượng cũng không quên cái nguyện lực của ngài là xuất trần thượng sĩ để tái hiện ta bà, để bảo hộ cho nhân dân chúng ta được an lạc. Vậy thì cũng thưa với toàn thể các vị rằng giờ này là trong phường chợ để cúng cơm nhị vị tổ sư, để mời các vị chiêm bái linh cốt của nhị vị tổ sư cung nghinh từ miền Nam về. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
cuộc đời cả tuổi thanh xuân, cả thời son trẻ, chẳng màng đến lợi ích cá nhân, không nghĩ đến tình cảm riêng tư nhỏ bé. Thầy chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại về phía mình. Thầy như người lái đò chân thành, lái con đò tri giác đưa khách sang sông, từng đợt thế hệ một, tiếp nối nhau qua bờ trí tuệ, qua bến đỗ nhân sinh. Làm sao có thể đếm hết, biết bao khách đã sang sông, biết bao ước mơ được chấp cánh, biết bao khát vọng đã vươn xa. Cuộc đời thầy hy sinh, đó là quy luật muôn đời. Vẫn biết thế, nhưng trong con không sao nói hết tấm lòng thầy tôi. Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật nương pháp màu học tôi. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi tư bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai ngày đem chí nguyện độ sanh. Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời giản dị đơn sơ, ngày đêm chung lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học. Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong cõi đời người người an vui, nào ngày gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân. Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người dõi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi. Để lễ lịch tại tổ sư tiền tổ hai tháng tổ tổ tu
ta tu học khi tuổi đời còn thơ. Xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật nương Pháp màu học tu. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tâm lòng chẳng đổi thay, đưa trao rồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đem chí nguyện độ dàn gì đơn sơ, ngày đến chúng lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học. Ôi đời thầy thánh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong cõi đời người người an vui. Nào ngài gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con. Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người dõi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời. Thầy ơi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong đời thầy ơi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ. Trong cõi đời thầy Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.